test máy cắt gỗ Shidewa. Dây nguồn zin hai máy rồi hết, hạt tre bụi nè, hạt tre nè, bảy màu hết. Anh em có nhu cầu gọi cho mình Tây Quy nha, số điện thoại 0909095698, lưỡi cắt 1 tấc 8 nha anh em, công suất 1050W. Vỏ nhựa khá nhẹ, thao tác tốt. Này có thể chỉnh góc 45 độ luôn nha. Này. Chỉnh được góc 45 độ, chỉnh được góc cắt 45 độ nè. Chỉnh độ sâu của bàn cắt nè. Chỉnh độ nghiêng 45 độ. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video clip này.